Nhận định, dự đoán trực tiếp bóng đá Uruguay với Peru lúc 2 giờ ngày 30 tháng 6, vòng tứ kết Copa America. Tỷ lệ kèo, đội hình ra sân và thành tích đối đầu Uruguay với Peru. Link trực tiếp được ghim ở phần mô tả video. Có được kết quả khả quan ở hai lượt trận đầu tiên, cùng với sự may mắn nên Peru đã có thể góp mặt ở vòng tứ kết này. Họ đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Sự sa sút của Bolivia đã mở ra cơ hội khá sáng cho Peru và đội bóng này đã tận dụng rất tốt. Thế nhưng ở trận đấu này, họ phải đối đầu với Uruguay, một đội bóng có thừa kinh nghiệm để giăng những cái bẫy cho đối thủ. Ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội vào năm 2017, Peru đã khá may mắn và giành chiến thắng 2-1 trước Uruguay. Dẫu vậy, đó là chiến thắng được giới chuyên môn đánh giá là may mắn cho đội chủ nhà khi mà Uruguay bị xử ép dẫn tới một thẻ đỏ. Còn nhìn lại trước đó, Uruguay toàn thắng cả 4 lần đối đầu với Peru. Để có thể thấy rằng sự vượt trội về đẳng cấp của thầy trò Oscar Tabarez từ trước tới nay so với Peru, Uruguay đã bất bại ở 3 trận vòng bảng với 2 chiến thắng cùng 1 kết quả hòa, và đương nhiên cơ hội để có chiến thắng trước Peru ở trận này khá hấp dẫn. Gần như mọi thứ đều ủng hộ cửa trên giành chiến thắng. Người hâm mộ đã khẳng định điều này khi nhìn lại thất bại trước đó của Peru trước Brazil tới 5 bàn không gỡ. Những hạn chế của đội bóng này đã để lộ quá rõ và kinh nghiệm của Uruguay sẽ giúp họ biết phải làm gì ở trận này. Dự đoán kết quả, Uruguay thắng 2-0 trước Peru.